Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi chiều của ngày 4 tháng 10 năm 2023. Và hiện tại bây giờ em đang ở phi trường Tân Sơn Nhất. Trong cái ngày hôm nay thì em cập nhật thêm những các cái thông tin mới nhất về lịch trình các cái chuyến bay mới trong cái ngày hôm nay. Cái buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết cũng khá là mát mẻ. Tầm buổi trưa là cũng đã mưa nhẹ và buổi đến tầm 3 giờ thì lại nắng nhẹ lên, rất là dễ chịu. Hiện tại bây giờ thì cũng đang có một số các cái chuyến bay từ quốc tế bay trở về Việt Nam. Trong video lần này thì em xin phép được cập nhật cái giá đô la ngày hôm nay. Trong với cái ngày hôm nay thì giá đô la Mỹ sẽ là 24.435 đồng một đô la Mỹ. Và có thể nói là so với những ngày trước thì nó cũng đã hạ nhiệt hơn một chút rồi. Những ngày trước thì là 24.600 đồng hơn. Và những ngày hôm nay thì nó đã giảm đi được một chút xíu rồi. Và đối với những Việt Kiều, quý anh chị Việt Kiều từ Mỹ trở về Việt Nam thì em cũng xin có một số những các cái lưu ý như là cái điều chú ý để cho chúng ta sẽ chắc chắn hơn trong cái hành lý cũng như là tất cả mọi sự chuẩn bị để quay trở về quê hương nghỉ trong các cái dịp mà lễ trong khoảng thời gian này. Về hành lý và hành trang thì chúng ta cần phải kiểm tra các cái quy định về hành lý của hãng hàng không mà quý chị lựa chọn và phải tuân thủ cho nó đúng. Nếu như mà quý anh chị mang theo nhiều hành lý hơn cái quy định thì quý anh chị có thể phải trả thêm phí hoặc đối mặt với các cái sự hạn chế. Và đặc biệt là tất cả những các cái hành lý mà quan trọng cũng như là có giá trị thì quý anh chị cũng nên cẩn thận hơn một chút. Và những các cái hành lý thì quý anh chị hãy sử dụng những các cái phương pháp để tránh cho cái việc mà mất hành lý. Đối với nhiều năm gần đây thì cái việc mà bị mất cắp hành lý thì cũng xảy ra rất là nhiều rồi. Và thông thường thì về đó thì các anh chị cũng thường là chỉ ngậm ngùi về mang về thôi và bị mất của. Cái điều đó cũng gây ra cho những các cái sự bực bội và khó chịu trong cái quãng thời gian mà về nghỉ ngơi ở tại quê hương của mình. Và với cái điều thứ hai ấy, thì về visa và về giấy tờ thì nên kiểm tra trước về cái quy định về visa và giấy tờ cần thiết cho quê hương của chúng ta. Và hãy chắc chắn cái rằng là cái visa của quý anh chị còn hiệu lực và thời hạn đủ để quý anh chị có thể nhập cảnh. Và đối với cái tinh thần của cái quãng thời gian dịch bệnh thì nó cũng đã qua đi rồi, nhưng mà cũng cần phải chuẩn bị kiểm tra cái tình hình dịch bệnh hiện tại tại Việt Nam. Thì đối với Việt Nam hiện tại bây giờ ấy thì cái dịch Covid nó cũng đã không còn nữa. Nhưng mà một số các cái dịch như là dịch mắt đỏ cũng như là các cái tình hình về sức khỏe ấy, thì chúng ta vẫn cứ phải cần thiết phải cẩn thận hơn một chút. Và hãy trước khi chuyến bay ấy thì hãy theo dõi các cái thông tin mới nhất từ cơ quan chính phủ cũng như là các hàng không. Và đối với thứ tư thì hãy nắm rõ các cái quy định của hải quan, hãy hiểu rõ các cái quy định của hải quan về thuế nhập khẩu ở cả hai đất nước. Đối với đất nước Mỹ ấy, thì như quý anh chị cũng
rành và tương đối, nói chung là tương đối là rễ rồi. Nhưng mà khi mà về Việt Nam ấy thì nó sẽ có rất là nhiều các cái quy định về đồ đạc thiết bị gì đấy, thì họ sẽ làm khó làm dễ mình để mình sẽ phải nộp các cái tiền thuế khi mà di chuyển qua phía hải quan. Điều này thì cũng làm cho rất là phiền phức đối với chúng ta. Nếu như mà mang theo các hành lý hàng hóa thì nó có giới hạn trong cái sự nhập cảnh, thì hãy đảm bảo cho cái sự đáp ứng này, cho các cái yêu cầu của cái việc quy định của hải quan. Còn về y tế và bảo hiểm thì kiểm tra lại các cái bảo hiểm du lịch của quý anh chị để đảm bảo được rằng là quý anh chị có bảo hiểm y tế và bảo hiểm hủy chuyến bay. Với cái điều này thì có thể giúp cho quý anh chị đối phó với cái bất kỳ các cái vấn đề về y tế nào trong cái hành trình của mình. Và nên liên hệ với đại sứ quán và lãnh sự quán nếu như mà quý anh chị cần cái sự hỗ trợ trong cái trường hợp khẩn cấp, hoặc là có các cái câu hỏi gì về giấy tờ cũng như visa hoặc là quy định nhập cảnh, thì hãy liên hệ với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Việt Nam, thì cũng có thể cung cấp và hỗ trợ các cái thông tin quan trọng cho quý anh chị. Và về cái việc đặt vé và lịch trình, thì đặt vé máy bay và lập cái lịch trình của quý anh chị trước khi mà chúng ta về nước, để đảm bảo được cho cái việc mà trên chuyến bay được có chỗ trên các chuyến bay như là quý anh chị mong muốn. Và hãy thực hiện việc này càng sớm càng tốt, đặc biệt là trong những các cái mùa cao điểm trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Và hiện tại như bây giờ ấy, thì cái giá vé máy bay nó cũng tương đối là cao, nên là quý anh chị cũng hãy cân nhắc đặt một cái máy bay nó tương đối sớm nhất để chúng ta có được các cái giá vé nó tương đối là hợp lý. Và nên có những các lịch trình cụ thể trước khi mà về Việt Nam chúng ta sẽ đi du lịch những đâu như nào đấy. Và với như cái thông tin trong cái ngày hôm nay á, thì theo như em được biết tới thì lần đầu tiên có trong cái lịch sử của Mỹ, chính là chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thì đã bị phế truất. Và có thể nói như đây chính là một cái lần đầu tiên trong cái lịch sử của đất nước Mỹ, một cái chủ tịch Hạ viện thì đã bị phế truất trong cái ngày hôm nay. Và cũng có một cái điều mà rất là có một cái điều mà rất là đặc biệt nữa, thì cũng chính ông Trump cũng lại ông Trump cũng đã được đề cử để làm chủ tịch Hạ viện Mỹ. Điều này cũng là một cái điều, một thông tin mà khá là đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thì ngay sau khi mà Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thì ngày hôm qua là ngày 3 tháng 10, Hạ viện thì Hạ nghị sĩ Cộng hòa đại diện cho bang Texas thông báo đề cử cựu tổng thống Donald Trump vào cái vị trí này càng sớm càng tốt. Và đã bỏ phiếu phản đối, có phế truất cái ông McCarthy. Thì khi mà Hạ viện họp trở lại thì các cái yêu cầu đầu tiên chính là cái sự đề cử ông Donald Trump làm chủ tịch Hạ viện. Và có thể nói thì ông Trump là một người mà vĩ đại nhất từ trước tới giờ đối với cái người mà đã phế truất ông Kevin McCarthy. Và trên các cái nền tảng
của mạng xã hội Twitter thì rất là nhiều nghị sĩ cũng đã đề cử ông Trump kế nhiệm ông Kevin McCarthy. Tuy vậy thì ở cái thời điểm hiện tại tất cả mọi thứ thì vẫn chỉ là một cái sự đề cử thôi, chứ còn cái thông tin chính thức thì vẫn chưa có. Và những cái thông tin của em trong ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng video tại đây. Và rất là mong tất cả quý anh chị và các bạn sẽ ủng hộ thật là nhiều cho cái kênh YouTube của em. Em sẽ làm các cái video mỗi ngày, sẽ có những cái thông tin về Việt Nam cũng như là cụ thể là những các cái thông tin về Sài Gòn, những địa điểm, những điều gì cần chú ý đối với quý anh chị Việt Kiều, đặc biệt là Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam, thì sẽ có những các thông tin gì mới nhất thì em sẽ cập nhật trên kênh YouTube của em. Rất là mong tất cả quý anh chị và các bạn cũng sẽ ủng hộ rất là nhiệt tình, và sẽ những người nào mà mới tới kênh YouTube của em ấy thì hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như là bật cái dấu chuông theo dõi để không có bỏ lỡ những các video kế tiếp. Và đối với quý chị có những cái yêu cầu gì về MV review chỗ nào, địa điểm nào thì hãy comment xuống phía dưới liên hệ với em, thì em sẽ review cho quý chị và các bạn được thấy. Rất cảm ơn và chào tạm biệt.